Kính chào quý vị và xin được hân hạnh một lần nữa tiếp đón quý vị tại tệ xá của chúng tôi. Thưa quý vị, thấm thoát và cũng đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi giới thiệu chiếc ghế Inada Family Sonocha đến với tất cả quý vị. Và hôm nay được trở lại để chia sẻ một vài cảm nghĩ riêng tư của chúng tôi cũng như của gia đình đến với tất cả quý vị khán giả và quý vị đồng hương. Và khi mua chiếc ghế này về đó thì nhà tôi, bà xã tôi cũng như các cháu vẫn thường hay đùa hay chọc tôi là chiếc ghế này để dành cho ông già Nam Lộc, mỗi lần mệt mỏi là phải nằm lên chiếc ghế. Nhưng mà quý vị biết không, là sau một thời gian thì tôi nhìn thấy rõ ràng là bà xã tôi cũng sử dụng chiếc ghế này. Sau khi mà làm công việc nhà, bếp nước buổi chiều tối thì nhà tôi hay leo lên chiếc ghế và khoảng nửa tiếng đồng hồ để sử dụng cho thoải mái trước khi đi ngủ. Rồi ngay cả hai cô con gái của chúng tôi cũng như vậy. Ngày trước thì cũng đùa bố là cái này là của ghế của bố, nhưng mà về sau này thì cứ đi học về hoặc là đi chơi thể thao về là thế nào cũng lại nằm lên, dành bố để nằm lên khoảng nửa tiếng đồng hồ. Và như vậy đúng là cái nghĩa là family sonocha là bởi vì cả gia đình đều sử dụng được. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị. Hồi trước ông xã của Lina chơi football ở college, thì lúc chơi football thì hay bị injury, cái đó là cái chuyện thường rồi. And through the years, it's like gotten worse as you get older. All the injuries get worse. But just after the first try, lần đầu tiên, he used cái ghế này. He said, "Oh my gosh! It for the first time ever, my back doesn't hurt anymore." And that is, you know, không có cần phải uống thuốc. I mean, this is something that has really helped him, and it's helped my parents too. Thì ba má của Lina thì lớn tuổi rồi. Nên, you know, they need to exercise, they need to take care of their health. Bởi vậy, cái ghế này không chỉ là mình, như là nếu mà mình đau, mình ngồi thì nó bớt đau. Nhưng mà mình dùng thường xuyên thì nó tốt cho cái, you know, your circulation, that's so important, circulation for your muscles. So, cái này không có phải chỉ là mỗi lần mà đau lưng thì mình ngồi. I use it every day. I still fall asleep in it. And it's so comfortable. Nhiều lúc Lina ngồi mà nó như là nó, I just forget about everything, forget about my stress. Mình ngồi nó quá comfortable. So I fall asleep in the chair. So that happens a lot. Nhưng mà fall asleep rồi, you know, buổi sáng thức dậy, I don't feel, sometimes mình mà ngồi ngủ nơi ghế or something, buổi sáng mình thức dậy, nó bị đau lưng, nó bị nhức mỏi or whatever. Nhưng mà this actually helps. So hư lắm, cứ nằm đây ngủ hoài vậy. Đặc biệt là trong suốt 3 năm qua, tôi có cơ hội gặp gỡ quý vị đồng hương, quý vị khán giả thân hữu ở những cái chương trình sinh hoạt cộng đồng, những chương trình ca nhạc vân vân, khi mà đi lưu diễn ở khắp nơi, thì nhiều người cũng đã nghe cái lời giới thiệu của chúng tôi, tin tưởng và mua chiếc ghế này về sử dụng. Tôi rất hãnh diện mà nói rằng chưa hề có một người nào cảm thấy không đồng ý với những cái lời nhận xét của chúng tôi, tức là hầu hết đều rất là hài lòng và tin tưởng. Rất là nhiều người có hỏi Lina về ghế Inada, mà không phải là chỉ là người Việt Nam thôi. I actually had some other guys, "Hey, I heard you talking about some massage chair." I was like, "Oh yeah, the Inada." The reason why I just like it so much is because I believe in it. Lina đã từng dùng rồi. I don't want to go and, không phải là đây là làm quảng cáo cho something. They can sell a million of this and I don't make any money from it. Nhưng mà I like to share with my friends and my family. I like to share with people stuff I know that works, stuff I know that's good for you. Nhưng mà just the most important thing is it's good for your health. That's what's really important. Thì vì dĩ nhiên có rất là nhiều sản phẩm, you know, it's good for you. But this is good for your health, and that's important. Good health covers all areas of your life, your work, school, family, everything. So good health is something that's really important. And I always, you know, people say, does that really work the way you said it does? Hoặc là người ta hỏi Lina là cái ghế nó really work hay không? Mình thấy Lina nói người thấy đã quá. I said, yeah, but you know what? Try it out for yourself. Go into the store. Sit in it. Hồi trước Lina cũng vậy, nghe quảng cáo nói ủa cái ghế này thấy nó rất là special, nhưng mà mình nghe mình cũng không có tin được. Bởi vậy Lina phải vô Teletron, phải ngồi trên cái ghế, phải bấm, phải làm, and it was incredible. Không có cần phải là, you know,
Không phải cần, giống như là mua xe mà phải đi test drive it a second time. I don't need to see first time in this chair and I knew that it was good and that I wanted it. And now 3 years later, I would buy another one. Nhưng mà I didn't need to, tại vì nó chưa có nhà, không có bao giờ mà có problem gì hết trơn. So it's gonna last me a long, long time. So I think it's time to buy mom and dad one, so they don't have to come use it at my house. Vâng, kính thưa quý vị, cho đến nay, Inada Family Sonyo Medical Massage Chair vẫn là chiếc ghế massage tuyệt vời nhất trên thế giới hiện nay. Với những cái động tác massage toàn thân hoàn hảo nhất, phối hợp với những động tác, những tư thế về vật lý trị liệu rất là tuyệt vời, mang đến những cái hiệu quả rất là tốt cho giới tiêu thụ. Bởi vì đây là một cái chiếc ghế massage do chính các bác sĩ và khoa học gia chuyên ngành vật lý trị liệu của Nhật Bản nghiên cứu, sáng chế và được làm 100% tại Nhật Bản, không thể lầm lẫn với những loại cái ghế khác, những cái loại ghế copy mà hiện nay quý vị đang thấy. Với một cái remote control rất là đơn giản, dễ hiểu và được ký hiệu, với những ký hiệu mà nhìn ra là chúng ta biết rằng là chúng ta muốn làm cái gì, nhìn lên đây và bấm một nút là chúng ta biết được là cái ghế này nó sẽ làm được những gì cho chúng ta. Thưa quý vị, đây là cái remote control của cái ghế. It's very, very easy. Take a look. Bây giờ, cho quý vị, nếu mà không đọc được, cũng dùng được, là vì đây nó có hình. So we know everything. Morning, mặt trời. Night, mặt trăng. See? It's very easy. Hoặc là đây cho youth, mấy người trẻ. Mà đây, cái simple của cái này là mình chỉ bấm một nút thôi. That's it. Then you lay back and enjoy. Không có nhiều thời giờ thì mình làm cái này trước thôi. Dream Wave. Nó very soft, mình nhìn nó thấy cái đó là mình làm có thể là trước khi đi ngủ. Còn nếu mà quý vị say hôm nay mình bị nhức vai, đau nơi cái cổ, thì mình có thể mình chọn ở đây là okay, tonight I want shoulder, thì mình làm shoulder. Nhưng mà không có chỉ shoulder thôi, bây giờ Lina muốn là từ vừa shoulder, vừa hai cái cánh tay, hoặc là sau lưng, hoặc là full body. It's just so easy. Mà cũng như quý vị cũng thấy đây nó có hình, mình không có cần phải đọc nữa. Human hands. You see that hand? You push it. Giống như là someone is massaging you. So it's great. So it's not just the chair. It's how you operate it. No, easy. And when I want to relax, I want easy. Just bấm nút. That's it. Okay. I'm going to go enjoy it now. Ghế này đó, cái ghế Inada phải nói là tiếng Anh kêu là pleasant surprise. Ít khi bao giờ mà Lina xài cái gì mà mình giống như là wow, mình surprise vậy đó. Là tại vì thường thường á, you expect nó như vậy, mà nó come in somewhere here. Còn cái ghế này đó, I expected somewhere here and it's up here. It exceeded my expectations. Là tại vì Lina không có tin là một cái ghế massage, và Lina đã xài qua nhiều ghế rồi, mà nó có thể là giống như là it delivers so much and requires so little. Trong vòng 3 năm chưa bao giờ cần service. Nothing's ever happened to it. Nothing wrong has ever happened to it. And you know, Lina có mấy đứa nhỏ nó hay trèo lên, nó chơi, whatever. Và Lina dùng hàng ngày, mà trong 3 năm chưa bao giờ có problem. So that's quality. That's Inada, and that's what you have to look for.
quý vị có thể mua cái ghế khác, nhìn nó giống giống, rẻ tiền hơn, nhưng mà về nhà quý vị nó bị hư, thì you have to pay money to get it fixed. Mà nhiều lúc không phải là mình tốn tiền để fix, mà còn mình không có kêu người ta được, you have to wait for service, hoặc là you have to bring it in or whatever it is. Bởi vậy cái ghế Inada, it's not just the chair, it's also the service. Với hãng Teletron, phải nói, and this really comes from my heart, ít khi bao giờ mà Lina làm, you know, you deal with the business mà you're 100% satisfied. Ít lắm. Không phải là vì khó tính, nhưng mà vì, you know, they have a lot of customers. Nhưng mà with Teletron, if you buy this and you have a problem, they go above and beyond. Nhiều lúc người lớn nhìn cái control không có hiểu. Thì bây giờ quý vị coi, nếu mà quý vị gọi cái chỗ Best Buy or, you know, any other place, they're not going to spend the time to tell you how to do it. So this is like personal customer service. So one, là chưa bao giờ cần service, so that's great. Mà two, I know là nếu mà thắc mắc gì, cần cái gì đó, you can call Teletron and they'll help. Và theo Lina hiểu là nếu mà cái ghế, vì nó electronic thì, you know, sometimes something might go wrong. Nhưng mà if it does, it is 100% guaranteed you're going to have great service. They respond like that, and they fix it for you right away. So, cái đó là cái, you know, cái peace of mind. I wish they sold peace of mind at other stores. I'd buy it, nhưng mà they don't. So, cái ghế Inada, very quality product. Nhưng mà cái service từ Teletron, that's something else that you get with this. Nhân đây, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị là tôi cũng có giới thiệu một số những sản phẩm quảng cáo thì đúng hơn. Thí dụ như là những cái sản phẩm lo về sức khỏe, về điện thoại, hay là những sản phẩm điện tử như chiếc ghế Inada Family Sonio Chair này. Nhưng mà tôi xin khẳng định với một điều với quý vị rằng không bao giờ tôi quảng cáo một cái sản phẩm nào nếu mà không đích thân tôi sử dụng, và nếu sản phẩm này không có hiệu quả tốt đối với cá nhân tôi hay đối với gia đình. Vì vậy cho nên những cái lời nhận xét và sự tin tưởng của quý vị làm chúng tôi vô cùng khích lệ và xin thành thật cảm ơn quý vị. Bên cạnh đó cũng có nhiều quý vị hỏi chúng tôi là: anh Nam Lộc ơi, tôi thấy có nhiều chiếc ghế cũng giống y hệt như vậy, cũng có những cái function như vậy, kỹ thuật như vậy, kiểu mẫu như vậy mà bán rẻ hơn nhiều, tại sao anh lại không giới thiệu? Thì thưa quý vị, thoạt đầu thì chúng tôi cũng rất là quan tâm và cũng đi tìm hiểu, nhưng về sau mới biết rằng Inada Family Sonio Chair là chiếc ghế duy nhất làm ở bên Nhật Bản, tức là made in Japan. Còn hầu hết những cái chiếc ghế giống tương tự như vậy, bán rẻ hơn, đều làm ở bên Trung Quốc. Và Trung Quốc, như quý vị cũng đã biết, là một quốc gia mà hiện nay đang làm điên đầu cả thế giới vì những cái sản phẩm giả mạo của họ. Hoa Kỳ cũng đang điên đầu về vấn đề này, từ những cái sản phẩm trí tuệ, điện tử, cho đến những thức ăn, chứ đừng nói chuyện chiếc ghế Family Sonio Chair này. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà họ làm giả mạo như vậy thì họ dùng cái tên hiệu Nhật Bản nhưng mà made in China. Và tệ hại hơn nữa là có nhiều chiếc ghế đó, họ còn tháo cái label made in China ra. Và như vậy tức là phạm luật, thưa quý vị, khi mà bất cứ một cái hàng nào nhập vào Hoa Kỳ đều phải để làm ở đâu. Và họ làm như vậy cho nên nhiều người không biết là làm ở Trung Quốc. Và chúng tôi xin được thành thật khuyến cáo với quý vị là hãy cẩn thận và lựa bằng được chiếc ghế làm tại Nhật Bản, made in Japan, mới đúng là những cái sản phẩm mà quý vị có thể tin tưởng được. Mời quý vị hãy đến với công ty điện tử Teletron ở những chi nhánh như là ở Orange County, ở Los Angeles, ở Arcadia Mall, ở thành phố Houston và thành phố Dallas và thành phố San Jose, với những cái chi nhánh sắp sửa mở tới đây, để cho quý vị có thể nằm thử lên cái chiếc ghế và để cảm nghiệm được những cái điều mà anh Nam Lộc cũng như là cô Lina Nguyễn hay là nữ nghệ sĩ Hương Lan tâm tình chia sẻ đến quý vị, để chính quý vị có thể cảm nghiệm được những điều tuyệt vời của chiếc ghế này và không có gọi là lầm tưởng đến những cái loại ghế khác copy trên thị trường hiện nay. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của công ty điện tử Teletron giới thiệu về cái Inada Family Sonio Medical Massage Chair. We'll be right back.
Vâng, hôm nay Nguyễn Mới Thành rất là vui để được gặp anh Nam Lộc cũng như là Lina Nguyễn ngày hôm nay để có cơ hội nói chuyện một chút xíu, hỏi thăm chút xíu về cái chiếc ghế Inada Family Sonyo Medical Massage Chair mà anh Nam Lộc cũng như là Lina Nguyễn đã dùng trong 3 năm vừa qua. Dạ. Thì không biết rằng là tới giờ phút này anh Nam Lộc, anh Lina Nguyễn vẫn còn dùng chiếc ghế này tốt chứ phải không ạ? Dạ vâng, như tôi đã chia sẻ với quý vị khán giả cũng như là thân hữu thì thưa quý vị, đây là năm thứ ba tôi đã sử dụng chiếc ghế Family Inada Family Sonyo Chair, là một cái chiếc ghế massage cũng như là xoa bóp thân thể. Đây là năm thứ ba tôi sử dụng chiếc ghế này và có thể nói ra là không phải mình tôi mà cả gia đình cũng rất là hài lòng với cái sự có thể nói rằng là cái kỹ thuật cũng như là những cái function của chiếc ghế này dành cho chúng tôi. Lena, how about you? Yeah, em cũng thấy như vậy, 3 năm rồi nhưng mà it's still like it's brand new, phải không anh? Dạ vâng. Sao em ghế của em thì chưa bị problem, anh có problem gì không? Chưa, tôi cũng rất là ngạc nhiên bởi vì sau 3 năm không hề có một cái vấn đề gì trở ngại cả. Yeah. Chưa bao giờ gọi service? Không, chưa có cần gọi service mà bây giờ nếu mà anh nhìn cái ghế cũng thấy là brand new. Mình 3 năm rồi nhưng mà you can never tell if you look at it. No, it just looks like a brand new chair. Mà cái đó là mình sử dụng hàng ngày đó. Mà nó vẫn như là because it's good quality. Có lẽ Lina làm việc ở cái đài truyền hình mỗi ngày rồi nhiều khi thấy đi làm những cái phóng sự lớn là đương nhiên Lina có chia sẻ trước đây là hàng có thể một tuần, hàng tuần hay là hàng tháng phải đi vài lần uống massage bên ngoài. Mà từ khi có cái Inada Medical Massage Chair, how it work for you? Well, it's great. Hồi nãy anh có hỏi em là từ khi mà có cái ghế rồi có còn đi massage nữa không? Of course not. Ngu gì mà đi đâu, trả tiền người ta massage. Yeah. Cái ghế ngồi nó giống như là you to have two people massaging you. Là tại vì nó, as you know, em thích cái stretch, nó stretch từ chân với là trên cổ, trên vai mình luôn. So it's like, you know, nếu mà anh đi vô massage một người cũng làm không có như vậy được. So I'm just so happy with it. I love it. How about your husband? My husband's the same thing. Mà cái special là, you know, I'm not that tall. Mà ông xã thì anh đã gặp rồi. He's 6'1". Right. You're taller than me. What? You're taller than me. I'm taller than you. and he taller than her. And he's a lot taller than me. Nhưng mà we could both use it, and it's perfect for both of us. So that's, you know, that's really high quality. Và nhiều cái ghế khác anh biết là nó không có được như vậy. Nhiều ghế khác là em ngồi em I feel like a little kid. Nó quá to. And then some of it for him it's too small. Right. Nhưng mà cái ghế này is like one size fits all. You know, nó đo với là cái gì đó, cái shoulder nó movable. Nhưng nếu mà người cao thì đẩy lên cao hơn, right. Còn thấp như em thì you know, còn như anh thì so but it's thế perfect. Biết, ba má Lena ghé thăm đó nghe ông bà cũng thích dùng cái ghế đó lắm, kể cho quý vị nghe xem. Well, ba má em bây giờ cũng 60 mấy còn 70 tuổi, 70 tuổi rồi. Thì, you know, they exercise every day, cũng đi bộ every day, it's really good for them. Nhưng mà má em, nhưng bây giờ má em có cái là tối ngủ không được ngon. Yeah, nhưng mà whenever she sits in that chair, she feels great, and it's a good night's sleep. Em nghĩ là chắc có thể là, like, the circulation, hoặc là mình, cái body của mình mà được completely relaxed, that's when you can sleep well. So, they love it. Thì cho đến giờ phút này đó thì trên thị trường xuất hiện nhiều cái loại ghế nó ná giống nó copy, giống như có nhiều người nói giờ đi tìm cái ghế ông Nam Lộc nhưng mà tới cái chỗ khác là thấy là ở đây cái ghế ông Nam Lộc nè, nhưng mà thật sự nó không phải là ghế Inada. Anh Nam Lộc và Lina nghĩ gì về cái việc copy, cái việc mà nó giả rồi nó ná giống như thế này? Vâng, tôi thực sự mà nói thì tôi cũng mới đầu khi mà sử dụng chiếc ghế Inada này thì tôi cũng nghĩ là nếu mà ông bác sĩ Inada sáng chế ra chiếc ghế này thì người khác cũng có thể làm được như vậy. Vấn đề là kỹ thuật mà thôi, họ có thể copy nhau. Thế sau khi tôi gặp chính tích thân tôi gặp bác sĩ Inada một lần cùng với Lina khi ông đến thăm Hoa Kỳ, rồi sau khi tôi được sử dụng chiếc ghế này và tôi lại còn được nói chuyện với đại diện của hãng Inada ở bên Hoa Kỳ, thì tôi cảm thấy rằng việc đầu tiên đó là cái kỹ thuật, cái uy tín và cái service của họ rất là có thể nói là ở hàng đầu. Họ cẩn thận, họ lo lắng cho cái người sử dụng từng tí một.
bước sang cái vấn đề mà ghế giả thì tôi không biết, cho đến khi mà chính quý vị khán giả với Đồng Hương nói cho tôi thì tôi mới biết là ông Nam Lộc quay chúng tôi có những cái ghế mà người ta tương tự như ông và cô Lina giới thiệu nhưng mà rẻ hơn nhiều. Thì tôi cũng cần phải tìm hiểu, thì tôi được một số quý vị gửi cho tôi những cái website hình ảnh chiếc ghế đó. Nhưng về sau tôi vô cùng ngạc nhiên là tất cả những ghế đó không có cái ghế nào làm ở bên Nhật. Mà tôi cứ nghĩ là nếu mà ông Enana như lúc nãy đó, ông đã làm cái chiếc ghế này thì người khác cũng có thể làm được. Nhưng mà không ngờ là tất cả những chiếc ghế mà bắt chiếc giống giống đó đều làm ở bên China cả. Mà China thì chắc là anh Thành, Lina cũng như quý vị cũng biết là một cái đất nước mà cái gì họ cũng có thể làm giả được. Thậm chí ngay cả thức ăn, rồi ngay cả vấn đề sản phẩm về Internet, về điện tử vân vân. Vì vậy cho nên đó là lý do tại sao nó rẻ. Bởi vì nếu đã không làm đúng ở bên Nhật Bản, Nhật thì có nổi tiếng về vấn đề kỹ thuật và họ rất là tôn trọng về cái quyền sở hữu của những người tác giả sáng chế ra, cũng giống như bên Hoa Kỳ vậy. Cho nên sau khi tìm hiểu là những chiếc ghế này hầu hết đều đến từ Trung Quốc thì tôi không có gì ngạc nhiên. Nhưng có điều, cái điều quan trọng mà khán giả của chúng tôi vẫn có thể hiểu lầm là bởi vì họ lấy cái tên Nhật Bản, thưa anh Thành, họ lấy tên Nhật, đúng rồi. Osama, cái sao lại dạ, Japanese. Dạ vâng. Thế nhưng mà tất cả những cái đó nếu họ đứng đắn thì họ để chữ Made in China. Yeah. Còn nếu mà không đó thì họ sẽ bỏ hẳn cái label đó, tức người ta không biết làm ở đâu cả. Còn nếu mà Nhật Bản đó, thì họ sẽ hãnh diện để chữ Made in Japan. Thì tôi nghĩ rằng là đó là cái điểm quan trọng. Quan trọng không phải là mình mua cái ghế Inada, quan trọng không phải là nghe lời giới thiệu của ông Nam Lộc, cô Lina Nguyễn, mà quan trọng làm thế nào để chúng ta tìm được một cái sản phẩm ưng ý và đúng với tốt tiền mà mình phải trả thế. Well, em hy vọng là quý vị không có mua những cái ghế mà cái copy đó mà nghĩ là đó là cái ghế mà anh Nam Lộc với Lina giới thiệu đến quý vị, because I don't want that. Em đã từng thấy mấy cái ghế đó rồi, nhìn nó giống thiệt. Like even if I look at it, I think it's an Inada. Nhưng mà mình phải look closely. Phải, you have to see the name. Phải là Inada, and then we know it's made in Japan. Thì cũng như everything else in life, right? Tại vì sao một cái ghế mà nó cái giá tiền như vậy, còn ghế kia thì nó nó quá là rẻ. Quý vị có thể đem về, if you use it for a short time, it's okay. Nhưng mà sau đó nó hư. Rồi dạ. Không có người service. Đúng rồi. Hoặc là phải mua thêm cái khác cũng như không. Dạ. So cái mà cũng như everything else, you know. Các cụ nói là tiền nào của nấy phải không? Right, that's what I just said, tiền nào của nấy, and that's just the way it is. Với cái tình trạng mà những cái vấn đề mà mình không nói riêng gì về cái ghế Inada Medical Massage Chair được làm tại Nhật mà bây giờ được nhiều cái sự copy rồi làm giả mạo, thì anh Nam Lộc và Lê Lan Nguyễn có cái lời khuyên gì đối với tất cả những cái đồng hương mình nói chung, hay là những khách hàng mà khi đi mua sắm những cái sản phẩm, bất cứ những cái sản phẩm gì, thì có cái lời khuyên gì đối với những cái sản phẩm mà nó có nhiều cái sự copy hiện nay? Vâng, cảm ơn anh Thành. Và thưa quý vị, đối với tôi thì tôi cứ lấy cái kinh nghiệm chính của bản thân mình để chia sẻ với quý vị là tôi có được nhiều cơ sở mời quảng cáo nhiều cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà không bao giờ tôi quảng cáo cho bất cứ một sản phẩm nào mà nếu không do chính tôi đích thân sử dụng. Và sau khi sử dụng mà nếu sản phẩm đó không có kết quả tốt hay là không có hiệu quả tốt chẳng hạn, thì không bao giờ tôi giới thiệu với người khác. Thì tôi nghĩ rằng cái câu trả lời anh Thành cũng tương tự như vậy, tức là khi quý vị mua một sản phẩm gì, quý vị hãy đến nơi thử. Cũng như chiếc ghế này chẳng hạn, không biết là cô Lina hay tôi nghĩ thế nào, cảm tưởng thế nào, nhưng mà có lẽ quý vị mới là quan trọng. Đến đó thử đi, đem gia đình đến nằm thử và thử từng cái function một xem có thích hợp với mình. Bởi vì cái số tiền mua chiếc ghế đó không phải là nhỏ, cho nên và mình cần phải chọn lựa cho nó kỹ. Và không phải chiếc ghế này thôi, và bất cứ một sản phẩm nào mình nên sử dụng. Còn tin ông Nam Lộc, cái tin cô Lina chỉ là một phần thôi, vì chúng tôi với cái tình cảm quý mến quý vị dành cho chúng tôi hay dành cho những người khác đứng ra để làm quảng cáo, nhưng mà không có gì hơn là quý vị nên tự tìm hiểu cho chính mình và tự thí nghiệm cho bản thân mình, thì như vậy là chắc chắn nhất. Theo tôi, đó là cái lời có thể chia sẻ thành thật nhất của tôi đối với quý vị. Dạ, thì em cũng nghĩ như vậy, mà
Có mấy người bạn họ hỏi em là Lina quảng cáo cho cái ghế đó. I said no, không phải là quảng cáo cho cái ghế, okay. Đây là it's something that I use and I like and I love. Thì Lina chỉ là giới thiệu đến cho bạn bè với đến cho quý vị là đã từng dùng rồi. And this is how I feel about it. Nhưng mà of course là khi nào cũng là nếu mà quý vị thấy tận mắt phải là ngồi trên cái ghế, you try it yourself. 100% những cái lời Lina nói là không phải là lời quảng cáo. It's my own experiences. Và you know, mặc dù mà mình mua một cái máy gì nhỏ nhỏ hoặc là mua chiếc xe whatever, you have to be careful what you choose. Cũng như anh Nam Lộc nói, cái số tiền nó không phải nhỏ, nó không có, it's not, you know, really expensive, nhưng mà it's not cheap. Như vậy là quý vị, you know, make a good decision, make an informed decision. Mình mà đã là okay, you're gonna put out this money, you're gonna buy it, then buy something of quality. It's gonna last for years. Chứ bây giờ nếu quý vị mua một cái ghế mà nhìn nó giống như vậy, nó không có exactly, nhưng mà nó giống, mà ngồi cũng thấy nó massage, nhưng mà nó, it's not the same way. It's a medical massage chair. It's không có phải là chỉ ngồi trên mà nó, that's not it. This is like high technology for pressure points in your body. So em cái gì cũng vậy, it's quality. Quality has to be top. And then service, that's robotic. The best. Cái ghế này là robotic. Nó làm với những hệ thống, những người máy làm cho chúng ta. Yeah. Rất đặc biệt. Vâng, kính thưa quý vị, cho tới giờ phút này, Inada Family Sonyo Medical Massage Chair vẫn là chiếc ghế dẫn đầu trên thế giới về cái kỹ thuật về massage. Nhưng cái điều mà làm cho chiếc ghế này nổi tiếng đó là cái những cái chức năng về vật lý trị liệu. Bởi vậy nó mới có tên là Medical Massage Chair. Và những cái chức năng về vật lý trị liệu này đó do chính ông bác sĩ Inada cùng với một cái nhóm khoa học gia chuyên ngành về vật lý trị liệu họ nghiên cứu và sáng chế và được làm ngay tại Nhật Bản. Đó là cái điều mà rất là đáng chú ý, kính thưa quý vị. Thì cho tới nay đó, công ty điện tử Teletron nói riêng cũng như là hãng Inada đại diện cho hãng Inada tại Hoa Kỳ, họ nghiên cứu thấy rằng trên 95% những khách hàng đã từng là chủ chiếc ghế này hoặc là đã từng thử qua chiếc ghế Inada Medical Massage Chair thì họ hoàn toàn không có ngại ngùng để mà giới thiệu và khuyến khích những người thân, bạn bè, hàng xóm đi mua chiếc ghế này. Đó, và ngay chính có những quý vị mà bị vấn đề về cuộc sống hoặc là những quý vị mà bị ngay cả các cái quý bà mà mang bầu đó thường thường nghĩ trước đây là không được ngồi ghế massage. Nhưng mà đối với cái Inada Medical Massage Chair đó, tại vì họ có thể massage từng phần trên cơ thể của họ mà không đụng chạm gì đến cái phần lưng và đụng chạm đến thai nhi. Ví dụ họ cần massage cái vai, massage cái tay hoặc là massage cái chân đều vẫn làm được hết. Cho nên các bà mang thai bây giờ cũng rất là khoái cái chiếc ghế Inada Medical Massage Chair này. Và anh Nam Lộc cũng như là cô Lida Nguyễn đã có chia sẻ đến quý vị, cho dù quý vị đã nghe 100 lần, 1000 lần nhưng mà chưa ngồi thử một lần thì có thể nói rằng không thể nào cảm nghiệm được những cái điều tuyệt vời của chiếc ghế này. Cho nên một lần nữa chúng tôi thiết tha mời gọi quý vị, nếu đã có ý định sắm một cái chiếc ghế massage hoặc muốn có một cái vật dụng làm cho cơ thể của mình được thoải mái thì mời quý vị có thể đi thử khắp mọi nơi, nhưng hẳn phải đến với công ty điện tử Teletron để nằm thử lên cái Inada Medical Massage Chair thì lúc đó quý vị mới có được cái cảm nghiệm thực sự cho chính bản thân mình về cái chiếc ghế Inada Medical Massage Chair. Cảm ơn thưa anh Nam Lộc và Lina. Vâng. Go get one. I might get another one. Dạ, vâng. Cảm ơn Nam Lộc và cảm ơn Lina rất là nhiều đã dành cho Nguyễn Bá Thành cũng như công ty điện tử Teletron cuộc gặp gỡ nhỏ như thế này để cùng có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ đến với tất cả quý vị. Và hy vọng rằng quý vị nhớ Inada Medical Massage Chair hoặc là quý vị nhớ là nói Nam Lộc hay là Lina, ghế Nam Lộc hay ghế Lina gì đó thì cũng phải nhắc đến Inada thì mới đúng, chứ còn nhiều khi có nhiều người họ chỉ cái ghế này ở đây ông Nam Lộc nói ghế này, cô Lina nói ghế kia thì không đúng. Quý vị nhé, xin cảm ơn.
Buổi sáng mùa thu năm 2012, bác sĩ Inada, người sáng chế là cha đẻ của Family Sonyo Medical Massage Chair, đã đến viếng thăm công ty điện tử Teletron, chi nhánh Orange County, California, trong sự tiếp đón nồng nhiệt không những của ban giám đốc và nhân viên Teletron, mà còn có đông đảo giới truyền thông và khách hàng ngưỡng mộ. Đây là lần thứ nhì ông đến Teletron. Nhưng lần này, ngoài mục đích chia sẻ sự quan tâm và cảm tạ sự ủng hộ của khách hàng đối với sản phẩm của hãng Inada, bác sĩ Inada đã dành riêng cho Teletron một niềm vinh dự đặc biệt. It's always a great pleasure for me to come to LA and celebrate Teletron's success that they've had with this tremendous. Ông Cliff Levin, chủ tịch tổng đại lý Inada USA, đã nhắc lại cơ duyên giữa ông và công ty điện tử Teletron trong việc hợp tác giới thiệu chiếc ghế Inada Family Sonyo Medical Massage Chair từ Nhật Bản vào Hoa Kỳ. Ông đánh giá cao sự hiểu biết về sản phẩm, tinh thần phục vụ khách hàng và khả năng tiếp thị của Teletron. Ông cũng xác định với mọi người rằng Teletron là đại lý duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Và Teletron đã đạt được doanh số 4.000 chiếc ghế chỉ trong vòng 2 năm 3 tháng. And congratulations for this wonderful success. Thank you. 今日はアメリカに来て大変素晴らしい歓迎をいただいてありがとうございます。Bác sĩ Inada ngỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả khách hàng đã sử dụng hoặc thử qua chiếc ghế Inada Family Sonyo Medical Massage Chair, một sản phẩm gắn liền với tên tuổi của ông. Ông cho rằng chính ông và các bác sĩ, chuyên gia đồng nghiệp đã rất may mắn khi tạo ra được một sản phẩm giúp ích cho mọi người. Tuy nhiên, ông lại cho rằng mình lại càng may mắn hơn khi có được những người bạn thật sự hiểu biết, tin tưởng và tiếp sức phổ biến một cách đắc lực sản phẩm này đến người tiêu dùng. Ông cũng cho biết thêm, chiếc ghế Inada Family Sonyo hay còn gọi là Inada Dreamwave là sản phẩm đã mang lại niềm tự hào lớn nhất cho hãng Inada kể từ khi thành lập vào năm 1962 đến nay. Và với tư cách là chủ tịch tập đoàn Inada Nhật Bản, bác sĩ Inada chính thức trao bằng tưởng lục khen tặng Teletron đã bán được 4.000 chiếc ghế trong một thời gian ngắn, chỉ 27 tháng. Và đây cũng là kỷ lục đầu tiên và duy nhất trong lịch sử 50 năm qua của hãng Inada. First of all, I thank you, Mr. Inada, for coming to Teletron and thank you for your support. Tổng giám đốc Uy Nguyễn đã rất xúc động khi nói lời cảm tạ đối với quý khách hàng, các cơ quan truyền thông, thân hữu và đồng nghiệp đã ủng hộ và hỗ trợ Teletron trong việc phổ biến, quảng bá sản phẩm tuyệt vời này. Anh cũng không quên cảm ơn bác sĩ Inada, ông Cliff Levin, đã tin tưởng giao phó cho Teletron đảm đương việc giới thiệu sản phẩm Inada trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Và cảm tạ đặc biệt đến ông Nam Lộc, cô Lina Nguyễn, nghệ sĩ Hương Lan đã góp phần mang lại vinh dự hôm nay. Sau đó, bác sĩ Inada và ông Cliff Levin đã tiếp chuyện thân mật với một số khách hàng và các phóng viên từ các cơ quan truyền thông địa phương. Ông luôn bày tỏ lòng biết ơn về sự tin tưởng và chiếu cố của tất cả khách hàng dành cho sản phẩm của hãng Inada. Ông cũng cho biết thêm là hiện nay, ông và các chuyên gia đồng nghiệp của hãng Inada vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm một vài kỹ thuật mới. Tuy nhiên, hiện nay, Dreamwave vẫn đang là kỹ thuật ưu hạng và vẫn giữ một vai trò ứng dụng rất quan trọng trong ngành vật lý trị liệu. Bác sĩ Inada đã không giấu được xúc động khi lần đầu tiên được tiếp chuyện với ông Nam Lộc, một người rất uy tín trong cộng đồng Việt Nam, và cô Lina Nguyễn, xứ ngôn viên tin tức của đài truyền hình CBS, là những người đầu tiên sử dụng sản phẩm của ông và đã có những nhận xét thích đáng, chuẩn mực về những tính năng và hiệu quả thiết thực của Inada Family Sonyo Medical Massage Chair. Okay, and again, thank you very much for your work, for your work, and we appreciate that, and we wish you continued success and healthy to continue develop. Thank you. Đây là cái bằng tưởng lục mà ông bác sĩ Inada vừa mới trao cho công ty điện tử Teletron, là cái nơi mà duy nhất trong số hơn 2.500 đại lý bán cái ghế Inada này trên khắp thế giới.
Và Teletron là nơi duy nhất đạt được con số tới 4.000 chiếc ghế trong vòng 2 năm 3 tháng. Và đây là một kỷ lục chưa từng có trong suốt 50 năm lịch sử của cái hãng Inada. Và đây là một cái vinh dự rất lớn cho công ty điện tử Teletron. Và cái vinh dự đó là được nhờ, thứ nhất là đây là ông Cliff Levin, là president của Inada USA, là cái người đại lý của là đại diện cho hãng Inada tại Hoa Kỳ và Canada nói chung. Và thứ nhì nữa đó là Lina Nguyễn, người là lần đầu tiên ngồi vào chiếc ghế là mê ngay lập tức, và có thể nói là nói làm gì làm, em phải giới thiệu chiếc ghế này cho anh Thành, ghế cho Teletron. Và đây là xin cảm ơn. Như vậy là Lina đại diện cho hàng ngàn người mệt mỏi, right? We love the product, and không có phải là vì Lina, mà cũng là không phải là vì Teletron. The product really sells itself. Yeah. So we need to thank Mr. Inada for coming up with such a wonderful product, and you know, after a long day of work, he brings a smile to my face. So that's good for all of us. Thank you and congratulations. Vâng, rồi quý vị biết rằng là người ta nghiên cứu thấy rằng, và anh em chúng tôi cũng thấy rằng là sau khi chúng tôi bán một cái chiếc ghế đó, thì thông thường là sau đó những người đã xài chiếc ghế đó lại giới thiệu những người khác. Cái ảnh hưởng của cái vấn đề quảng cáo nó là một phần đương nhiên là quan trọng, nhưng cái sự giới thiệu của người thân bạn bè và những người đã xài rồi đó nó càng quan trọng hơn rất nhiều. Dạ vâng, Phương Quế cũng rất là vui chung với công ty điện tử Teletron mà với cái cộng đồng Việt Nam chúng ta nữa. Cũng cảm ơn tất cả quý vị khách hàng rất là nhiều, nhờ của quý vị cho nên mới có ngày hôm nay, mới có 4.000 chiếc ghế, và rất là vui ngày hôm nay để mà đón tiếp ông Inada. Dạ vâng. Vâng, ngồi ý. Vâng, nữa thì Nguyễn cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều, và nếu không có tất cả các cơ sở truyền thông báo chí, những đài phát thanh, những đài truyền hình và tất cả quý vị và radio thì chắc chắn Teletron không có đủ điều kiện để phát triển nhiều như ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn ông Cliff Levin là CEO của Inada tại US cũng đã support Teletron rất là nhiều, và cũng cảm ơn anh Nam Lộc, anh không biết ảnh tới trẻ chút xíu cạc xe, nhưng còn cảm ơn Lina Nguyễn cũng đã giới thiệu cái sản phẩm này, đã thử qua và giới thiệu sản phẩm đến tất cả quý vị, và quý vị đã tin tưởng, đã đến, đã thử qua và đã mua sắm rất là nhiều. Nếu không có quý vị giới thiệu thêm bạn bè người thân thì con số 4.000 không thể nào đạt được trong vòng hơn 2 năm. Tôi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, và xin cảm ơn tất cả các cơ sở truyền thông báo chí truyền hình một lần nữa đã có mặt trong ngày hôm nay, cũng như trong suốt hơn 2 năm qua đã giúp Teletron để giới thiệu sản phẩm này. Và một nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều, và mời clip can you say a few words to We started distributing Inada in the United States just a little bit over 7 years ago, and I started the company, and I actually went to Japan and basically begged Inada to allow me to bring this amazing product into the United States. And that wasn't easy. We had to talk a lot, and the Japanese manufacturing arm of Inada, Mr. Inada, was wondering what the right strategy was for the U.S., and I said, I just believe in this. This is an amazing product. You have an amazing company that's completely focused on high quality, and I think in the U.S., there are people that understand quality and will purchase based on that. And Teletron became one of our dealers a few years after that. And they have taken the same attitude. They say our customers want quality, and they understand quality, and they understand real product satisfaction. You know, a massage chair that can make the whole family feel good, husband or old mother, they can all participate and enjoy this massage chair. And so I'm thrilled at Teletron's ability to share that message in such a wonderful way with various Asian communities here in LA and in Houston. So thank you, Teletron. Thank you for appreciating the product. I'm thrilled that you're our top dealer here in the United States. And Asians, of course, as a group, understand massage better than most of the rest of the U.S. market. And you've communicated the great power of this product and shared it with many, many families. So thank you very much. Bây giờ hỏi thiệt Lina nha. Okay. And Lina đã xài cái ghế Inada Medical Massage Chair này là coi như cũng 2 năm. Yeah, 2 năm rồi. 2 năm đúng phải không? 2 năm rồi. Thì từ khi có ghế này có còn đi massage ngoài nữa không? À dạ không. Why? Tại sao không? I save my money. Thì vì anh biết không, mỗi lần mình đi massage là phải make appointment. Rồi phải lái xe đến cái chỗ đó, and you know. So the chair is, hồi nãy em nói với anh kia, mỗi đêm là em làm việc xong về nhà, you know, thoải mái. And then in my own time, when I have the time,
I sit in the chair. Uh-huh. But nhiều lúc mình ngồi mình ngủ luôn, ngủ quên luôn. Yeah. So it's just, you know. Sao anh thấy 12 năm thấy anh nhìn anh thấy sao? Trẻ ra hơn. Trẻ tí. Ra hơn. Trẻ đó. Hơn. Ờ. So mà hình như có vẻ hơi sung hơn đó là thấy có là cái charity của Lina đó. Oh, thank đúng you. Đúng không? Yeah. Là như kỳ này hoạt động cũng mạnh lắm phải không? Yeah, yeah. And tell every, me about that. Well, nói ra chút xíu. You know what? It's just I believe in karma. You know, mình làm việc tốt là mình gặp việc tốt như vậy thôi. So whatever I do, everything I do, nếu mà Lina thấy là it'll make someone else happy, mình làm được cái gì cho người khác, cái đó là mang rất là nhiều hạnh phúc đối với Lina, đến với Lina. So I'm just so lucky. I'm very, very love across the ocean. Love is that right? The ocean. Ah, okay. Yeah. Thank you. And I know that you've supported us before too. So thank you. But ngày nay, hôm nay, it's just 4,000 units. First time in the history of Inada, right? So that's a really, really big deal. And mình phải cảm ơn khách của Teletron, right? I mean, you guys, this is an amazing thing. Rồi. So this is a big deal. Giới truyền thông, báo chí support rất nhiều. Các đài truyền hình đưa quảng cáo đó. Thì cho nên và cái tiếng nói của Lina, tiếng nói của Nam Lộc làm cho mọi người tin tưởng hơn. Qua đó đến để thử. Đương nhiên người ta mua thử qua rồi mới đúng, mới đúng mua. Phải vậy. Just so don't just take my word for it. Come on in, sit in it, and you will fall in love with it. And you know, you have smart customers. And bây giờ nếu mà người ta không thích, không có cách nào người ta mua được. Vâng, đó. Đó. Đó bây giờ anh Nam Lộc tới thấy chưa? Anh Nam Lộc, mời anh Nam Lộc qua đây. Anh lái xe anh Nam. Thưa anh Nam Lộc, cảm ơn anh rất nhiều đến đây hôm nay, mọi người đến đây để mà chung vui với Teletron. Anh thấy không? Anh là một trong những nhân rất là quan trọng và tụi em và nói rất là cảm ơn anh rất nhiều. Đã tin tưởng và đương nhiên qua cái sản phẩm mà anh ngồi qua là anh thích thú và anh tin tưởng và anh có những cái lời nhận xét rất là chí lý và mọi người nghe cái tiếng nói của anh, nghe cái sự mời mọc của anh, nghe mời mọc của Lina đến và chính vì chỗ đó mà trong hơn 2 năm qua Teletron với cái sự tin tưởng của khách hàng nữa đến thì đã bán 4.000 chiếc ghế thưa anh Nam. 4.000 chiếc ghế trên toàn Hoa Kỳ. Và chính vì lẽ đó ngày hôm nay mình đón được ông Inada qua đây để có những cái sự lời chia sẻ và cảm ơn. Thì anh có cảm tưởng gì trong ngày hôm nay anh nói cho mọi người cùng nghe. Thực sự đối với tôi đến đây ngày hôm nay là để chúc mừng sự thành công của Teletron. Những cái công việc các anh chị em làm, đầu tiên là về vấn đề mà thương mại trong cộng đồng. Đây là một trong những cái sự nó biểu hiện cho cái vấn đề mà làm ăn thương mại đứng đắn và được cộng đồng ủng hộ. Đó là cái chính. Cái phụ là những cái lời tôi hay là Lina tụi này chia sẻ là vì tụi này cảm thấy mình có được những cái sự may mắn đó hay là có những cái sự thoải mái đó thì mình chia sẻ vậy thôi. Thế thì happen là Uy với lại Thành là bạn. Thành ra nếu mà mình nếu không là bạn thì tôi cũng sẽ nói những cái điều đó là bởi vì mình feel như vậy, mình cảm thấy như thế thì mình chia sẻ. Nhưng mà tôi thấy rằng Thành và Uy đã cho chúng tôi có cái cơ hội được chia sẻ với Đồng Hương và Đồng Hương cũng tin tưởng và chắc chắn là họ cũng phải cảm thấy như vậy thì họ mới nói với nhau nghe. Chứ nếu không tôi nghĩ rằng là chắc bán được, nghe tôi với Lina chắc bán được 4 cái. Đúng không nhỉ? 4 cái. Thì nếu mà bán được 4.000 cái là do cả ngàn người khác họ nói với nhau thôi. Thành ra một lần nữa hôm nay đến đây để chung vui với Teletron. Chúc mừng Nguyễn Bá Thành cũng như là anh Uy đã có những và công ty đã có những cái không những chỉ có cái sản phẩm này mà có rất nhiều cái sản phẩm khác hữu ích cho Đồng Hương chúng ta và cái câu trả lời rõ ràng nhất là đó là lý do mà tại sao Teletron bây giờ lại có mặt ở nhiều tiểu bang và như vậy chúng ta cùng chia sẻ sự thành công của mình, cái lợi nhuận mình có cho khách hàng thì đó là cái điều mà anh em chúng tôi luôn luôn ủng hộ. Vâng, xin cảm ơn anh Nam Lộc rất nhiều. Cảm ơn Lina. Nguyễn Bá Thành và Lâm Giang xin chào mừng quý khán thính giả đến với Thế giới Inada Massage. Kính thưa quý vị,
Trước mặt quý vị là những chiếc ghế Inada Sono Massage Chair, một phát minh tuyệt vời của thế kỷ 21, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của kỹ nghệ sản xuất những chiếc ghế massage. Chiếc ghế massage chair trước mặt quý vị đây được các nhà bác sĩ và khoa học gia chuyên ngành về vật lý trị liệu tại Nhật Bản sáng chế và được sản xuất bởi hãng Inada tại Nhật Bản. Cũng xin nói thêm, Inada là tên của một vị bác sĩ rất nổi tiếng tại Nhật Bản và ông cũng là cha đẻ của một hãng sản xuất mang tên chính ông, đó là Inada, là một hãng đã nổi tiếng từ năm 1962 trong cái kỹ nghệ sản xuất những cái sản phẩm về massage therapy và đặc biệt là massage chair. Thực sự thưa quý vị, đây là cái ghế đấm bóp thứ tư mà tôi đã mua trong đời tôi. Nhưng mà ba cái ghế trước thì có thể dùng chữ đấm bóp, cái ghế này thì có thể dùng chữ vật lý trị liệu, là bởi vì nó là một cái vật dụng mà xoa nắn thân thể của chúng ta từ đầu, từ cổ cho đến chân và tay, tức là toàn bộ thân thể của chúng ta đều được xoa bóp một cách rất là kỹ lưỡng và cẩn thận. Lina rất là thích massage, mỗi tháng đi ít nhất một lần. Tại vì I'm stressed out at work and work so hard all month, so I go once a month at least. Khi nào mà quá nhức mỏi thì Lina đi maybe twice a month, maybe more nếu mà có thì giờ. Nhưng mà mỗi lần mình đi massage như vậy là it costs money, $150, and then you have to tip them. Mình phải gọi make appointment, phải lái xe đến đó, so it's sometimes stressful to go get a massage. Nhưng sau khi nghe anh Nam Lộc giới thiệu về cái ghế này thì I didn't believe him just yet. Lina phải tự test. Chứ làm sao mà cái ghế mà nó bằng, mình đi có người massage cho mình được. But oh my gosh, I sat in it and I fell in love. Tại vì nó Lina có cảm tưởng như là cái ghế này nó ôm mình vậy đó. And then it has many functions. Bóp tay, bóp chân, bóp lưng, bóp cổ, everything. So it's really, really nice. Và từ ngày có được cái ghế như vậy, never go for a massage again. Khi mà chúng ta ngồi vào chiếc ghế này, chúng ta bấm một nút, chúng ta chọn một trong 8 cái kiểu đấm bóp hay là 8 cái mode đã được set sẵn trên cái remote control, thì cái ghế này sẽ tự động là scan cái body của chúng ta, nghĩa là đo cái chiều dài, cái cơ thể của chúng ta, đồng thời sức nặng của cơ thể chúng ta. Và từ đó, với cái body scan đó, cái ghế này nó sẽ biết được là những cái vị trí chính xác của đầu của chúng ta ở đâu, cổ ở đâu, vai ở đâu, và cái xương sườn nằm ở đâu, cái mông ở đâu, cái đùi nằm ở đâu, bàn bắp chân ở đâu và bàn chân ở đâu, để từ đó nó vận hành và massage đúng chỗ. Cái mà special của cái ghế này là dù mình cao, mình thấp, hay là mình mập hay mình ốm, là nó scan cái body của mình. Rồi nó, như là nó, it's specialized for your body. Như vậy khi mà Lina ngồi vô thì nó scan một cái. And then it can give me a specialized massage. Còn một người nào mà cao hơn, to hơn, hay là một người thấp hơn, nhỏ hơn, they can still sit in the chair and it scans your body and it's a special massage. That's really, really nice. Lần đầu tiên ông xã Lina ngồi lên cái ghế này, the next day he said, "That's the first time my back has not hurt in I don't know how long." And that's important. Tại vì hồi trước ông xã Lina chơi football, như vậy là cái vụ mà đau lưng hoặc là nhức lưng, đau cổ, it's just kind of normal. It's every day you live with it. Nhưng mà after this chair, he feels great. That's wonderful. It's worth every penny. Trên cái remote control đó, khi chúng ta turn on lên như vậy đó, thì trong này nó có 8 cái vận hành khác nhau. Rất là dễ sử dụng thưa quý vị. Stress là một trong những cái chức năng chỉ có Inada mới có thể thực hiện được. Là vì sao? Khi chúng ta ngồi lên cái chức năng mà stress á, thì cái ghế sẽ tự động đo lại cơ thể chúng ta thêm một lần nữa. Và stress có nghĩa là đấm bóp mà nấn gân anh Thành. Nghĩa tức là bẻ người chúng ta ở cái vị trí gọi là rất là dễ chịu. Cái ghế này có rất là nhiều function, nhưng mà cái function Lina thích nhất là stretch. Là tại vì mình đi làm cả ngày, mình về mình nhức mỏi, mệt mỏi. Sometimes nó không phải là nó đau, nhưng mà nó nhức. Hoặc là mình có stress.
So the best thing là mình ngồi lên cái ghế này nó stretch, nó kéo cái cổ rồi nó kéo chân, and then both at the same time, so it stretches your muscles. Và cái đó không có chỉ là it makes you feel good, nhưng mà it's healthier. Là khi mà mình có good circulation, you know, it's just better for you. You feel good, you feel healthier. Như vậy Lina thích cái stretch là the best. Còn cái thứ hai là khi buổi tối trước khi đi ngủ, ngồi vào cái ghế, it has a very nice, nó vừa stretch vừa massage. Mình bây giờ cả ngày bực bội cái gì hoặc là mình mệt mỏi đến cỡ nào, it relaxes you. Mình đi ngủ liền được. Mà very often là I fall asleep in this chair, phải có người thức mình lên giường được. Cá nhân tôi thì tôi thích cái tư thế đầu tiên là quick start, tức là mỗi buổi sáng hay là buổi tối khi đi làm về, chúng ta có thể dùng trong vòng 8 phút quick start. Và mặc dù là quick nhưng mà nó cũng đều chữa trị tất cả toàn thân chúng ta. Và sau khi quick start rồi thì tôi chọn cái tư thế gọi là dream wave, là chúng ta có thể ngồi và để chiếc máy xoa nắn từ lưng đến mông cho đến chân. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta có thể đọc báo, uống cà phê hay là xem TV. Sáng sớm chúng ta dậy đó thì có cái nút gọi là morning. Chúng ta bấm cái nút morning một cái đó thì tự động cái ghế này nó scan cái body chúng ta ra và nó đánh toàn thân chúng ta. Tức là để cho chúng ta thư giãn. Ngoài ra thì có những cái chức năng như là full body, tức là đánh cả người chúng ta. Rồi full body air. Full body air có nghĩa là cho các cụ cao niên mà quý vị không có muốn cái cơ làm việc đó, mà cái ghế này chỉ vận hành theo cái e thôi, thành ra rất là dễ chịu. Má của Lina nghe kể về cái ghế, oh she really really wants to try it. Má Lina chưa có try, nhưng mà ba của Lina mới về đây có tới thăm, có ngồi, and he loves it. So he uses it in the morning, he uses it in the afternoon, he uses it at night before đi ngủ, and ba Lina cũng vậy, ngồi vào cái ghế này là ngủ luôn. It's nice. Ngoài 8 cái chức năng trên thì quý vị sẽ thấy là dưới đây chúng ta mở ra đó, chúng ta thấy là đây là những cái chức năng gọi là manually, có nghĩa là đâu chỗ nào đánh đúng chỗ đó. Cho nên rất là mong là quý vị khán giả đang coi cái chương trình mua sắm và giải trí của chúng tôi tại cái chương trình Teletron ngày hôm nay, quý vị hãy đến ngồi thử, chắc chắn quý vị sẽ tìm được một cái điều đó rất là lý thú, mà điều quan trọng nhất là tạo cho chúng ta cái cơ thể thật là thư giãn, thật là thoải mái, đem cho chúng ta một sức khỏe rất là dồi dào để có những ngày kế tiếp chúng ta còn đi làm việc nữa. Tôi bị một cái tai nạn xe cộ và khá nặng. Khi mà tôi đến gặp vị bác sĩ chỉnh xương, chỉnh hình thì ông có cho tôi vào trong cái phòng điều trị và sử dụng cái chiếc ghế gọi là medical massage chair. Thì tôi có nói đùa với ông là thưa ông cho phép tôi về nhà tôi tự trị, là bởi vì nếu so với cái ghế massage chair mà tôi có ở nhà, cái ghế Inada này đó, thì nó có thể trị liệu cho tôi đầy đủ và mau, nghĩa là tốt hơn là cái ghế mà của văn phòng bác sĩ. Hương Lan rất thích massage. Nghe anh Nam Lộc giới thiệu ghế massage Inada thì khoái lắm. Đến khi tới Teletron nằm á, thì phải nói là mê liền lập tức. Mình ngồi vào, ghế từ từ ngã ra, cả thân người mình được ôm gọn vào lòng ghế, thoải mái vô cùng. Rồi cảm giác như có mấy người massage cho mình một lượt. Từ đầu, cổ, vai, lưng, tay, chân, luôn cả mông, đùi, gót chân, bàn tay, không sót chỗ nào hết. Và rất là vừa, rất là êm và dễ chịu, làm cho mình ngủ quên trên ghế luôn. Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua. Một trong những cái điểm đặc điểm khác nữa là chiếc ghế này đã được chế tạo cũng như là được sáng chế, được giới thiệu bởi một vị bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu người Nhật, và ông đã lấy tên của ông là Inada để đặt tên cho chiếc ghế này. Vì thế cho nên nó rất là đặc biệt, quý vị phải tìm bằng được, nếu đã thích thì tìm bằng được chiếc ghế có cái hiệu là Inada mới là ghế chính hiệu của cái Nhật Bản. Còn nhiều, cũng có nhiều nơi, nhiều người cũng chế ra tương tự, nhưng mà chắc chắn không phải là chiếc ghế thông minh này. Tôi gọi là thông minh bởi vì nó một lần nữa nó đọc được cho tất cả những điều mà chúng ta muốn. So yeah, it's a really a chair the whole family can use. But and the name of the chair is Family Sogno, which is Italian. So it's like family dream. And I don't know, cái dream đó là giấc mơ because it helps you sleep, hay là cái dream đó là những cái là
ước mộng. You know, I don't know which one it is, but it's a nice family sogno, family dream. Inada Family Sono Massager là một sáng chế vô cùng độc đáo của các khoa học gia Nhật Bản chuyên ngành vật lý trị liệu, với sự phối hợp tuyệt vời của các kỹ thuật tân tiến nhất về cơ năng, khí năng và robot. Chiếc ghế massage Inada này hoàn toàn vượt trội hơn tất cả các loại ghế đấm bóp mà quý vị đã từng biết trước đây. Hơn nữa, còn được mệnh danh là Medical Massager do các chức năng tuyệt vời như sau. Auto Scan Body, tự động đo đạc chiều dài và trọng lượng cơ thể nhằm xác định vị trí của đầu, cổ, vai, thắt lưng, mông, đùi, bắp chân, bàn chân, v.v. và các huyệt đạo trọng yếu để thực hiện các động tác đấm bóp một cách nhịp nhàng, chính xác tùy theo cấu trúc cơ thể của từng người và theo đúng quy trình y lý đã được các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Với chiếc remote control gọn gàng, đơn giản, dễ sử dụng, chúng ta có thể sai khiến chiếc ghế này thực hiện các động tác xoa bóp, đấm bóp hay bấm huyệt tại những chỗ mình muốn với cường độ mạnh, nhẹ, nhanh, chậm, tùy ý, tạo cho chúng ta có cảm giác được săn sóc bởi bàn tay con người. Đây còn là chiếc ghế massage đầu tiên của thế giới ứng dụng kỹ thuật 3D giúp cho việc kéo giãn gân cốt và massage đạt hiệu quả tốt nhất. Inada Medical Massager được chế tạo 100% tại Nhật với các màu da Italy tuyệt đẹp, kiểu dáng hoàn mỹ, được design bởi nhà tạo mẫu nổi tiếng Toshiyuki Kita và được đặt tên là Family Sogno, theo tiếng Ý nghĩa là giấc mơ gia đình. Đã liên tiếp thắng các giải thưởng xuất sắc về engineering và design tại các cuộc triển lãm công nghệ nổi tiếng toàn cầu và đạt danh hiệu ghế massage hoàn hảo nhất thế giới mà cho đến nay vẫn chưa có một loại ghế massage nào có thể so sánh được. Teletron là nơi đầu tiên và duy nhất có thế giới Inada Family Sogno. Đó là những căn phòng riêng biệt, private room, lịch sự, trang bị từ 6 đến 8 chiếc ghế massage Inada Family Sogno với các màu da Italy thật đẹp. Xin nói thêm, da bọc ghế Inada là loại da antibacterial, soil resistant, rất an toàn và dễ bảo quản. Chưa hết, với các nhân viên hiểu biết, tận tình hướng dẫn, Teletron mong muốn được giúp quý khách hàng có điều kiện thuận lợi để nằm thử qua và tận hưởng những nét độc đáo của một phát minh tuyệt vời nhất thế kỷ 21. Inada Family Sogno Medical Massager, hay còn được gọi là Dreamway Massager, chiếc ghế massage vật lý trị liệu giấc mơ gia đình, được chế tạo và sản xuất 100% tại Nhật Bản, có trị giá 10.999 đồng và được bảo đảm 3 năm sửa chữa tại nhà hoàn toàn miễn phí, 3 years warranty in home service, parts and labor. Teletron đang có chương trình đặc biệt dành cho chiếc ghế này, đó là bớt hẳn $3,000 từ giá gốc, sale còn 7.999 đồng, kèm theo các chương trình trả góp dài hạn không tính tiền lời, rất dễ dàng, thoải mái, đồng thời giao hàng tận nhà hoàn toàn miễn phí. Xin mời quý vị đến thử qua và tìm hiểu thêm những nét kỳ diệu của Inada Family Sogno Medical Massager tại các chi nhánh của Teletron. Orange County, trên đường Bishop Garden Road, cạnh Freeway 22, điện thoại 714-892-6999, 714-892-6999. Los Angeles, trên đường North Vermont, góc Beverly, cạnh Freeway 101, điện thoại 213-386-8999, 213-386-8999. Houston, Texas, trên phố Bel Air, góc Willcrest, đối diện khu Kim Sơn, điện thoại 281-495-8999, 281-495-8999. Ở xa có thể gọi số miễn phí 1-877-892-6999, 877-892-6999 để tùy ý lựa chọn màu sắc ưa thích và được free shipping và installation trên toàn Hoa Kỳ. Xin nhắc lại, free shipping và installation trên toàn Hoa Kỳ. Nghĩa là chúng tôi sẽ mang đến và lắp ráp ngay tại nhà hoặc cơ sở thương